thì tôi là Miko Lan Trinh rất vui vì đang có hẹn với một cầu thủ trẻ rất là đẹp trai và đặc biệt là vô cùng tài năng trong làng bóng đá Việt Nam, đang chơi cho đội câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta sẽ thông qua cuộc trò chuyện này để có thể biết được những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ, những khó khăn mà một cầu thủ có thể gặp phải. Bây giờ thì cũng tới giờ hẹn rồi, không biết là người cầu thủ này đã có mặt tại điểm hẹn hay chưa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cầu thủ đó ngay bây giờ. Chàng cầu thủ trẻ đẹp trai mà Miko Lan Trinh gặp gỡ hôm nay sẽ là ai? Hello em. Em là người chị cần tìm đúng không? Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014. Minh Vương. Đi bóng rất hay Minh Vương. 3-1. Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2019. Đầy tự tin khi đối mặt với Adriano Smith, vượt qua cả Hoàng Vĩ Sai. Một trong số ít những tiền vệ trẻ được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật của bóng đá Việt hiện nay. Đó chính là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội 1 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Trần Minh Vương. Bây giờ thì cũng có nhiều thời gian thoải mái, thì em có suy nghĩ nhiều về mùa giải vừa rồi hay không? Câu lạc bộ thì thực sự thì bọn em thì cũng được kiểu là người hâm mộ người ta quan tâm rất là nhiều và kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà năm vừa rồi thì bọn em thi đấu thì thực sự là chưa được thành công cho lắm. Phải đến gần những vòng cuối cùng thì bọn em mới trụ hạng được. Tầm giữa giai đoạn lượt về của VIT em bị stress luôn, kiểu rất là căng thẳng khi mà đội thi đấu không được tốt. Rồi cá nhân mình đây cũng thi đấu không tốt nữa, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thành tích của đội, đến nên là suy nghĩ rất nhiều. Và em cũng gặp lúc đấy thực sự em cũng gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý. Chính nghĩ là khi đó cả đội đều có cùng một cái cảm giác như vậy đúng không? Cái đấy là trách nhiệm của từng người. Cái lúc đấy thì thực sự cần phải nắm tay nhau để vượt qua những lúc khó khăn. Và cuối cùng thì bọn em không thành công lắm, nhưng mà bọn em cũng đã trụ hạng ở lại sân chơi V-League. Nhưng mà chị biết là kết quả của em là rất là tốt, bởi vì em đã đạt giải là cầu thủ nội có nhiều bàn thắng nhất. Thực sự mà em ghi được đến 12 bàn trong năm vừa rồi thì cũng là rất nhiều sự giúp đỡ từ anh em trong đội, đã tạo điều kiện tốt nhất. Anh em cũng hay chọc, cũng bảo có cái gì quả dễ là nhường hết cho Hồng Vương để ra vươn đá. Bàn thắng nào nó cũng có một cái cảm xúc riêng của nó, nhưng mà bàn thắng em cảm thấy mà giống như là đột phá nhất mà cảm thấy mừng nhất là bàn thắng ghi vào lưới Thanh Hóa, bàn thắng ghi tỷ số, nâng tỷ số lên 3-2 vào phút thứ 90 cộng 2 90 cộng 3 ấy. Cũng là một quả đá phạt 10m gây tranh cãi, nhưng bây giờ thì tỷ số vẫn đang là 2-2. Những phút đá bù giờ, Văn Tuấn, đây là Văn Tuấn. Kỳ bóng xin không thể là cái kết được. Trận đấu này vẫn đang diễn ra rất hay. Người ghi bàn là Minh Vương. Hãy cùng xem lại pha đột phá của Văn Toàn. 3-2. Phút đá bù giờ thứ hai. Bàn thắng thứ năm trên sân Thanh Hóa và lần thứ ba câu lạc bộ Hoàng Anh vượt lên. Là một khán giả, là một người hâm mộ, thì Miko thấy là đạt được cái danh hiệu như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Trong khi danh sách của đội tuyển Việt Nam khi mà được công bố thì không có tên em. Lúc đó thì em buồn không? Nói thật sự là em cũng có một chút hy vọng là có tên. Nhưng mà khi mà có bản danh sách em thì thực sự buồn. Em cũng có buồn và thấy cái gì là hụt hẫng một tí.
Nhưng mà thực sự thì em nghĩ cái danh sách này không có em thì điều đó chứng tỏ em vẫn còn rất nhiều những cái thiếu sót. Nó cũng là động lực để em cải thiện được những cái thiếu sót đấy. Em chỉ giống như kiểu bị nói chung lặng người đi. Nhưng thật sự với sân trường là em cũng đã cố gắng như thế. Mọi thứ nó không được, không được tập trung thì mình phải cố gắng hơn nữa thôi. Chứ thực sự không biết sao. Và cũng buồn nhưng trong một thời gian ngắn mà em cố gắng để bỏ qua những thứ đấy để nghỉ ngơi. Tiếp theo là nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho mùa giải năm sau. Chị nghĩ là em cũng đã chia sẻ với nhiều các phương tiện truyền thông rồi. Nhưng mà hôm nay trên chương trình đó thì em có thể kể lại cái ngày đầu mà em chơi bóng và em bước chân vào môi trường mà bóng đá của Năng Khiếu là duyên cớ nào hay là người nào đã dẫn dắt em? Khi còn bé rất là ham bóng đá. Lúc đó mấy tuổi? Lúc đấy em cũng nói chung là nó tầm khoảng lớp 2, lớp 3. Em toàn hay đi đá bóng, lúc đấy bé nhưng mà toàn lại đi đá bóng với những anh lớn ở làng, ở xã ấy. Hồi đấy thì thực sự em chỉ nghĩ bóng đá nó đơn giản, nó chỉ là một cái môn mà thể thao vui chơi, chứ chưa nghĩ được là bóng đá nó sẽ thành một cái nghề của mình sau này. Ở làng thì có những cái giải đá bóng, những giải đá bóng của các xã với nhau, của các huyện với nhau, nhưng bố là người trực tiếp chở em đi đến đấy để nói chung là cũng là động viên tinh thần em ấy. Thì khi đó thì bố dẫn em vào học ở trường Năng Khiếu Thái Bình. Em ở Năng Khiếu Thái Bình từ kỳ 2 năm lớp 5, như 1 năm rưỡi. Chị có đọc một bài báo, trong cái bài báo đó chia sẻ là coi như là không may mắn đi, mình gọi là không may đi, khi mà mình không được nhận cái giấy báo trúng tuyển vào đúng cái lúc cần thiết của nó, để mà mình bị chậm chân và mình bị hụt mất cái lứa lần đó. Khi mà bài báo đó lên như vậy em đọc, em có cảm thấy nhớ lại khoảnh khắc đó, em có khó chịu không? Bởi vì em có nghĩ cái đó là một cái dấu ấn trong đời mình mà nó hằn vào trong tâm trí của mình. Đúng, thực sự là nó hằn vào trong tâm trí em ấy. Và đến bây giờ khi mà nhìn lại tất cả mọi thứ mà em đã trải qua thì em thấy em có một cái gì đó gọi là rất là chậm trễ và rất là muộn so với người ta. Thực sự thì em không biết, nhưng mà theo các thầy nhận xét là nếu mà em đến sớm thì em có thể được vào học viện. Hồi đấy là lớp vào học viện lớp Năng Khiếu thì hai bên là song song với nhau, còn lớp Năng Khiếu là lớp những người mà học viện họ không cần nữa. Có một gì gọi đấy gọi là chạy lòng cũng buồn. Nhưng mà khi mà cũng các thầy cũng nói, cũng nhắn nhủ bảo là cái mục tiêu cuối cùng sau này á là sẽ chơi ở sân chơi V-League. Suy cho cùng thì thực sự em cảm thấy là hài lòng với tất cả mọi thứ. Em nghĩ đơn giản đó là một phần cuộc sống của mình đã sắp đặt như thế. Trải qua những cái khoảng thời gian đó mà cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Vâng, nghĩ lại thì rất là nhớ những cái cảm giác mà khi mà còn bé vẫn còn đi giống như là trốn ra ngoài để mua những cái đồ tạp hóa, đồ ăn rồi các thứ mang vào trong rồi ăn uống với nhau. Lúc đó thì mình cũng không có nhiều cảm giác xa nhà, mà quê em lúc đó là ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng. Còn bây giờ thì gia đình của em đang ở đâu? Gia đình em bây giờ đang chuyển ở Vũng Tàu rồi. À, được lâu chưa em? Dạ, cũng được gần 3 năm rồi. Là tất cả gia đình của em luôn? Dạ vâng. Mà em lên đây là 2-3 tuần để chơi với bạn bè? Không, em thì thường xuyên thì em ở Vũng Tàu, nhưng thỉnh thoảng em lên đây 1-2 ngày thôi rồi em lại quay về Vũng Tàu ạ. Lên đây là để chơi với bạn bè với lại thăm bạn gái? À, em thì ở xa rồi chứ không phải là ở đây. Nãy giờ cái gì cũng nói mà sao ở đâu không chịu nói? Bạn gái em đi du học rồi. Thường tại sao mấy cầu thủ ai cũng đẹp trai mà cũng có bạn gái sớm vậy? Là do em chủ động hay là người ta tấn công em? Em chủ động. Ồ, sướng quá mấy bạn. Ủa, nhưng mà làm sao mấy bạn đó có cơ hội để được em biết đến để mà chủ động? Cà phê rồi tình cờ gặp nhau vậy thôi ạ. Vậy là mấy bạn trẻ phải thường xuyên ra quán cà phê ngồi nha. Nhất là mấy chỗ nào mà mấy cầu thủ hay đi ngang qua. Bây giờ về đi. Thì hôm nay chị được gặp em, trò chuyện với em thì chị rất là vui rồi. Thì chị muốn được hiểu nhiều hơn về em. Thì mình có thể, em có thể dẫn chị về nhà em ở Vũng Tàu được không? Nó cũng gần đó. Dạ, đúng không? Nếu mà chị cảm thấy vui. Các em vừa khiêm tốn vừa dễ tính nữa. Giờ mình uống hết ly nước rồi đi ha. Dạ vâng. Miko Lan Trinh quyết định theo chân Minh Vương về Vũng Tàu gặp gia đình anh. Và sự xuất hiện của chiếc xe hồng gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm về chàng cầu thủ này. Các bạn ơi, khi mà bước chân lên đây là chiếc xe màu hồng mà đã từng xuất hiện trong chương trình Lovebus, hành trình kết nối những cái team, thì bạn Vương nói là cách đây khoảng 10 năm hả? Vâng, đúng rồi, 10 năm. Thì bạn đã có duyên với chuyến xe này rồi, có nghĩa là đã từng quay hình bạn rồi. Nên bây giờ Miko xin mời các khán giả chúng ta sẽ coi lại những cái thước phim này để coi 10 năm trước Vương nhìn như thế nào nhé. Điều đặc biệt ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal GMJ là không đào tạo thủ môn mà chỉ có tiền vệ và tiền đạo. Thế rồi lại lâu chưa? Mình lên được khoảng 2 năm. 2 năm rồi.
Em tên là gì? Trần Minh Vương. Trần Minh Vương. Sau này nổi tiếng thì chị xin biết nhé. Ước gì ạ? Ước gì 10 năm trước với cô biết sớm. Quen sớm chắc tới giờ cũng đỡ bị chậm chân hả? Nhưng mà mọi năm trước nhìn thất vọng lắm, em quay lại em thấy em thất vọng lắm. Ý là em nghĩ là em cái gì dạy thì thành công đó, đúng không? Chắc là thế. Vượt qua những cái khó khăn khi mà luyện tập tại Hoàng Anh Gia Lai thì em đã trở thành là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đi rồi lại có lên đội 1. Tất cả những cái thành tích này mang lại cho em những cái suy nghĩ gì? Chị có thể nghĩ mà nếu mà cố gắng mà không có một thành tích mà không có gì thì thực sự nó rất là buồn. Và đây nó cũng là một những thành tích này giống như là một niềm động viên cho mình để tiếp tục trong cái trên đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà ngược lại tới cái lúc mà mình không đạt được cái thành tích như mình mong muốn, mình cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Thực sự nếu mà không đạt được á thì buồn, rất là buồn. Bây giờ thì mình đã chọn công việc này rồi, chỉ còn cách là tập trung cao nhất cho công việc này thôi, chứ ngoài ra thì không biết là làm những điều gì nữa. Và thực sự em cũng không biết làm gì ngoài đá bóng. Ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, tiêu chí của họ đào tạo thì họ sẽ đào tạo thành một, họ đào tạo thành người tốt, sau này về đến là cầu thủ tốt. Đâm ra những cái hành vi mà trái với đạo đức thì bọn em vẫn phải chịu, giống như là sẽ bị sa thải ngay lập tức ấy. Để phấn đấu trở thành một cầu thủ tốt và một người tốt thì ai là người ảnh hưởng tới em nhiều nhất? Thực sự thì thầy của em khi còn trẻ là thầy Đinh Hùng Vinh ấy. Cũng là người mà luôn dìu dắt, luôn là những người mà nhắc bọn em ngay từ những cái mà sinh hoạt bé nhất ấy. Cái hay là những cái mà đối nhân xử thế với tất cả mọi người ấy. Cách chào, có đối nhân xử thế luôn. Tất cả cách chào hỏi hay là thì thầy cũng đóng góp những ý kiến như thế nào gọi là tốt nhất, như thế nào là nên làm. Chị tò mò là bây giờ là em nghĩ cái thiếu sót nhất của em là gì? Điểm yếu của em hiện tại bây giờ còn là gì? Có lẽ là vấn đề sự ổn định. Nhiều khi có những trận mà thi đấu rất là tốt nhưng mà sau đó thì mình lại thi đấu không được như mong đợi. Và em đang hướng tới sự ổn định mà em cần cái đấy trong công việc của mình. Ví dụ như em thiếu về cái vấn đề dứt điểm cầu môn thì em sẽ rủ một bạn truyền bóng rồi sút vào cầu môn và các cái tư thế ra các thứ để mình hoàn thiện được hơn. Tại vì khi mà bạn Vương nói là ổn định cái tự nhiên trong đầu cái cô nghĩ là bây giờ phải tập thiền hay yoga gì đó, tập cân bằng để có thể là mình động nhiều quá rồi thì bây giờ khi mà mình tỉnh lại, không, cái đó là suy nghĩ của chị thôi, nhiều khi nó không có liên quan gì tới chuyên môn đâu. Chiếc xe hồng vừa đến Vũng Tàu, Nico Lan Trinh có một quyết định ngẫu hứng dạo biển cùng Minh Vương để tìm hiểu một câu chuyện rất đặc biệt của anh. Thân chưa? Thân. Đi một chuyến xe ra tới Vũng Tàu là còn gì? Sắp thân nữa. Bình thường em có những cái cõi riêng trong lòng mình mà mình chưa bao giờ tâm sự với ai không? Những cái lúc mà điên nhất của em á, có không? Có. Em thường kiểu mà giống như là những cái áp lực của bản thân mình ấy. Và cũng nhiều lần nói ra kiểu chia sẻ với một số người mà giống như cũng như là các anh em trong đội ấy, những người mà thực sự thân thiết. Hai thứ mà những người mình cảm thấy nói được là hầu như em cũng chia sẻ. Bên bàn nhậu hả hay sao? Không, chỉ là hai người ngồi nói chuyện với nhau á, bình thường như thế này thôi. Vậy đâu có gì đâu điên. Thực sự mà để mà bảo mà em nói ra được những điều đấy, thực sự nó phải kiểu giống như đến một cái mức nào mà em giống như em chịu gần như chịu không nổi đó. Thường là những cái áp lực đó là sẽ về việc đá banh của mình. Vâng, nó là hầu như nó là những cái chuyện đá banh. Tại vì em kể với chị á, bố em là người dẫn em đi vào học và sau đó vài ngày thì là bố qua đời. Chị nghe nói là không ai kể cho em nghe cái biến cố như vậy, muốn giấu em. Khi đó bố bệnh hay là sao em? Bố em bị đột quỵ, đang rất là khỏe và tự nhiên kiểu bị như vậy luôn. Em cũng nghe cũng không hiểu như thế nào là gì như vậy, vì bố là một người rất là khỏe, theo những người ta đánh giá bố rất là khỏe, nhưng mà đột quỵ rồi. Khi mà gia đình giấu như vậy rồi làm sao em biết? Trong một thời gian mà
thực sự là trước khi mỗi lần em điện về nhà ấy, người đầu tiên em gặp lớn nào là bố, vì bố là người mất máy hết cả lần đầu tiên. Nhưng mà dần dần em điện thì không gặp bố, lúc thì gặp anh, lúc thì gặp mẹ. Ồ, vậy thế giấu lâu không em? Lâu, cũng phải mấy tháng ấy. Trời ơi. Em không nhớ là mấy tháng, nhưng mà là cái tần suất mà lên mẹ sao em gặp bố mà thì hồi em trẻ con mà, thì em cũng nghĩ đơn giản là bố bận như này, bố bận đến kia. Em vẫn còn vô tư lắm, không nghĩ chuyện mà không nghĩ đến cái chuyện này đâu. Nên khi mà cái tần suất này mà em điện về, em cảm thấy nhớ bố ấy. Đến khi thì em hỏi thì mẹ anh cứ giấu là bố mà chạy ra chỗ này, bố mà chạy ra chỗ kia. Nào ấy thì nói chung là dần dần rồi đến một cái mức mà em một ngày mà em điện về liên tục, em không thể tiễn, em đến có những cái linh cảm gọi là xấu rồi, cảm thấy rất là không thoải mái đúng không? Em điện liên tục, em không hiểu sao lại thông tin kiểu nào mà giấu đến nỗi cả bạn bè em thì cũng giấu em luôn, tất cả mọi người như chung một cái chí hướng là để giấu em ấy. Hai tháng rưỡi ba năm sau thì anh bắt đầu nhập học ở trong Vũng Tàu này, thì anh có ghé qua thành phố Hồ Chí Minh, anh báo cho em tin đấy, anh với cậu em báo cho em tin đấy. Nếu mà nhớ lại cái hình ảnh lớn nhất và cái sự kỳ vọng của bố mà trong lòng em đó là gì? Thực sự thì em chỉ một cái câu cuối cùng trước khi mà bố mà gặp trực tiếp bố nói em, thì bố chỉ bảo là bố về nhé, rồi ở đây cố gắng tập luyện, với bố bảo là kiểu là sống làm sao ấy để cho người ta quý mình, bố chỉ nói vậy thôi. Wow, rất là đặc biệt luôn. Cái câu cuối cùng á mà một người thân yêu thương mình trước khi ra đi mà nói với mình, mặc dù họ không hề biết cái câu đó là câu cuối cùng á, nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Và chị rất là chia sẻ với em cũng như là cảm thấy cái câu đó rõ ràng là nó cũng là một cái kim chỉ nam dành cho em. Để mà bây giờ chị chia sẻ với em, chị cảm thấy là em rất là khiêm tốn và biết được mình đang ở cái vị trí nào để mà tiếp tục cố gắng, chứ không có trách móc vào cuộc đời hay là con người. Thực sự thì mẹ em ấy, em cảm thấy mẹ em là một người mà hy sinh rất là nhiều, và thực sự là giờ mà nhìn lại sao mẹ em lại vượt qua được những cái lúc mà khó khăn như thế. Nhà em lúc đấy cũng có công việc mà cũng nuôi vịt ở ấp trứng ở các thứ, mà công việc thực sự rất là bận rộn, hai người làm đã khó rồi, bây giờ mình chỉ còn một mình mẹ. Nhưng mà hồi đấy mẹ cũng, em cũng không một người chứng kiến, nhưng mà anh em mẹ kể phải làm ngày làm đêm, làm thay phần của bố nữa để lo cho anh ăn học. Và đến khi mà anh đã có một thứ gọi là ổn định đây thì thực sự công việc em rất vả, nên mọi người trong nhà cũng như em cũng như anh bảo mẹ nên dừng lại cái công việc này. Bây giờ thì Miko Lan Trinh rất là mong muốn được gặp người phụ nữ rất là vĩ đại trong cuộc đời của bạn Minh Vương này. Bây giờ mình sẽ về nhà để thăm bác, không biết có anh của em nhà không? Anh em chị em, chị dâu thì nay phải mắc công việc ạ. Rồi, vậy mình thăm bác ha. Dạ vâng. Hãy cùng Miko Lan Trinh đến thăm căn nhà nhỏ nhiều màu xanh của gia đình Minh Vương ở thành phố Vũng Tàu, nơi có bóng hồng quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng cầu thủ này. Người ta đi chơi Sài Gòn giờ mới về thăm nhà nên lùm theo quần áo, với lại đi mua sắm đồ còn nguyên mạc luôn. Trời ơi. Mẹ ơi. Nhà có khách. Em. Vâng ạ. Dạ con chào cô, con là Lan Trinh. Ôi cô trẻ quá vậy. Cô trẻ gì đâu. Con xin phép để cho em Vương dẫn con đi một vòng tham quan nhà xíu rồi con quay lại nói chuyện với cô được không cô? Vâng ạ. Trên lầu là có phòng của mẹ, phòng của em ở trên lầu. Có được vô phòng em không? Vâng, được. Hiền quá vậy. Dễ tính. Đi trước đi. Phòng em thì thực ra nó chỉ có cái chiếu với cái đây á. Đây là thực ra là phòng của mẹ thỉnh thoảng đấy. Đây là phòng của em. Nó chỉ có cái nệm với là cái gối ấy. Mỗi lần về thì em hay nghĩ ở đây. Em là khách ở trọ ở đây. Giống như khách. Đó. Khách ở trọ. Chứ ở đây nó lại thiếu đầy đủ tiện nghi kiểu như ở trong Sài Gòn thì thôi, cái phòng này bốn năm trăm một đêm ấy, 4 triệu một tháng. Là đây là nơi mà lâu lâu mới về, tại vì về mỗi lần được có 2-3 tuần đúng không? Hết giả thì được gần tháng, còn lại là ví dụ như nghỉ phép ấy thì chắc chỉ được một tuần. Một tuần là cao nhất, cái Tết là một tuần là cao nhất. Miko Lan Trinh đang được trò chuyện với mẹ của cầu thủ Minh Vương là cô Chuốc.
À, con chào cô. Cô chào cháu. Dạ, cô thấy lúc đó, lúc mà còn nhỏ đó, tâm tính của Minh Vương như thế nào cô? Vương ấy, lúc nó còn nhỏ là nó một cái đứa trẻ rất là hiếu động. Nó nghịch đến nỗi mà nhà thì lúc nào cũng bảo sao mà nó nghịch, nó không biết mệt. Quần áo nó nằm xoay đó, nó thổi vòng, nó rách hết cả đầu gối, rách hết cả ngực. Thế mà quái như sao? Sao lại nghịch đến như thế này? Những cái quần mẹ mới may cho Tết mà giờ mới có, nay mới có được nửa tháng mà đã rách. Nó chỉ cười thế, còn bố nó thì bảo đấy con bà đẻ ra đấy chứ chả phải con ai. Thì cái chồng thế nhỉ, nó chỉ có nghịch thì. Vương ngày sau cái thời mà bố nó mất ấy, thì tính nó lại khác hẳn. Nó trở nên cái đứa nó ít nói, nó trì. Dạ cô. Nó không nói năng gì, nó ít nói năng. Rồi cái lúc mà bố của Vương đột ngột mất vậy á cô, thì bên cạnh là mình rất là buồn chứ. Mình là vợ mình rất là đau lòng. Tại sao cô lại quyết định giấu Vương hả cô? Bố cháu là ra đi một cách nó quá đột ngột. Đến mình đây còn sững sờ, còn không thể chịu được. Nữa là nó mà giờ ví dụ mà nói ra mà đòi nó về, mà rồi nó về rồi nó không đi nữa thì nghĩ là tiếc cái hy vọng của bố nó đã dành cho nó, là bố nó mong nó như thế nào. Bắt đầu bảo giấu nó thì là coi như là từ hôm mấy giờ đi là nó cứ điện thoại về nhà. Cô đau lòng lắm khi bắt đầu mà cứ có điện thoại mà bảo nó, người ta gọi bảo là thằng Vương nó điện về, nó bảo cho nó gặp bố nó thì lúc là lấy còn gì bố nữa. Cái lần cuối cùng nó điện, nó mẹ có biết ngày nay con hết bao nhiêu tiền điện thoại không, con chỉ cần con gặp được bố con, con chỉ cần con gặp được bố con. Thế thì nó nói thế thì thôi, thì thôi mọi người nói dối đi rồi là mặc kệ nó. Có thể thấy là gia đình em rất là muốn bảo vệ cảm xúc của em. Mẹ em cũng rất là lo về cái chuyện mà khi mà thằng Vương mà biết được như thế này thì nó sẽ không đi tháp bóng nữa đâu. Thì thằng này nó kiểu sống nó hơi trầm tính ấy. Mẹ em sợ em bị sốc các thứ sẽ không đá bóng. Nhưng thực sự cái suy nghĩ mà dừng đá bóng nó không có hiện ở đầu em. Mẹ và mọi người lo xa, lo xa rồi. Mà khi biết ra thì cảm xúc em sao, và ngược lại em có giận không? Tôi thực sự lúc đấy em còn bé, em chưa có nghĩ được một cái mà gọi là quá sâu xa. Khi mà đến thì anh em nói thì em nói chung là em cứ khóc, em chả biết nói gì cả. Cái lúc đấy em chả biết nói gì, nhưng mà thực sự em vẫn không tin. Em giống như cái chuyện đấy nó giống như một cái cú sốc mà rất khó để chấp nhận được điều đó. Đến tận cái hôm mà nó được nghỉ Tết ý, là khi về, thế là nó bắt đầu nó về, nó còn bước chân, còn đặt chân lên thềm, còn nhìn bàn thờ, còn thích ảnh, ảnh của bố ngồi trên bàn thờ, là thôi con không nghĩ được một cái gì nữa. Lúc đấy mới thực sự là nó chấp nhận là bố nó mất như thế, bởi vì là chú đã to béo khỏe mạnh mà chú chẳng sao cả. Chú bệnh tim sơ vỡ động mạch vành cấp, cho nên là chú đi một cách rất là nhanh chóng, cho nên là nó còn không thể chấp nhận được cái sự thật đấy. Thế nhưng mà rồi thì là mưa tạnh gió tan, là cái bát nước nguội dần ấy, dần già nó nguôi ngoai đi. Bây giờ khi mà em đã ở những cái trận mà trên TV á, cô có đón coi không? Hay là cũng bữa coi bữa không? Hay là phải đón coi rồi xong rồi kêu gọi cả xóm cùng coi con mình này nọ? Có không cô? Lắm lúc là coi đi là không dám coi, cứ coi lại. Nếu là thấy cảm tưởng tất cả các cái nó bình thường hay là ấy thì mới dám coi chứ. Bóng đá này thì cũng chả tránh khỏi được. Cũng có chấn thương như thế này nhỉ. Thế thì cứ hỏi nó thì nó chỉ bảo con bình thường. Vậy bây giờ quan sát cái quá trình trưởng thành và thành công của Minh Vương á, thì cái lúc nào là cô thấy tự hào nhất về con trai của mình? Từ lúc mà cháu vào trong đấy cháu học hành ấy, thì cô thấy là tất cả các thầy ở trong là khen là cháu ngoan, thế là mình tự hào thôi. Còn cái thành tích thì thực sự là Vương thì nó cũng gọi là mới vậy vậy thôi nhỉ, chứ nó không có cái gì là thì ra cái tính khiêm tốn này là học từ mẹ. Vậy bây giờ cô có lo tới chuyện trăm năm của Minh Vương chưa? Bây giờ quần bóng đá như thế nhỉ, thế quần lông ba lông bông vậy thì... Tuổi nào cũng lông bông trước mặt ba mẹ hết ha. Vương ơi tâm sự với mẹ xíu, thấy phát hiện ra nhiều điều lắm nè.
Sao kêu là mẹ biết hết bạn gái của em mà bây giờ mẹ kêu biết gì đâu kìa. Biết gì, biết trên biết Facebook này nọ hả? Cô lỡ về mà không biết nấu ăn gì hết cho cô được không cô? Vậy đi. Thì cô nấu. Mẹ chồng số 1 nha, mẹ chồng tương lai này số 1. Bây giờ cô thấy em có cái tật xấu gì không cô? Nhiều lắm. Sao cô? Sao? Lười lắm, chẳng biết làm việc gì. Lười lắm hả cô? Lười lắm. Ôi, không phải, chắc tại vì người ta về nhà ít nên người ta thích ngủ. Có lẽ thế, nghỉ ngơi đúng vậy. Được rồi, dạ hôm nay con rất là vui vì được đến nhà cô này trò chuyện với cô. Bên cạnh đó cũng được hiểu hơn về một cầu thủ trẻ thì có những cái khó khăn gì, cũng như là đã có những cái sự phấn đấu như thế nào. Thì con xin được thay mặt cho chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến cô, chúc sức khỏe Minh Vương. Mẹ em thì cũng chỉ mong là em khỏe mạnh thôi đúng không cô? Làm cái gì quan trọng nhất là giữ sức khỏe để có thể đạt được những cái thành tích tốt hơn ở trong các kỳ giải sau nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại.